Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong chương 2 của chương trình giải thích 12. Chương số 2: hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit. Thì ở chương này mình có thể chia làm hai phần chính. Cái phần thứ nhất đó là giới thiệu về lũy thừa cũng như là hàm số lũy thừa, logarit, hàm số mũ và hàm số logarit. Thì ở cái phần thứ nhất nó cũng sẽ có những bài tập liên quan. Và phần thứ hai là giới thiệu về phương trình mũ cũng như là phương trình logarit. Tương tự thì nó sẽ có bớt phương trình mũ và bớt phương trình logarit. Thì ở bài học hôm nay chúng ta sẽ giải quyết một số bài tập về phương trình mũ. Cụ thể là dạng đầu tiên là phương trình chúng ta đưa về cùng cơ số. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay. Chúng ta cùng nhau giải quyết bài tập số 1 gồm 8 câu A, B, C, D, E, F, G, H. Chúng ta đi vào câu thứ nhất là 2 mũ x bình cộng 4 x trừ 1 bằng 4 mũ 1 cộng x. Chúng ta thấy vế trái là cơ số 2, vế phải là cơ số 4. Thì chúng ta nhận ra 4 thật ra chúng ta sẽ đưa vào cùng cơ số 2. Như vậy 4 đây chính là 2 mũ 2, mà mũ lòng mũ chúng ta sẽ nhân số mũ lại. Như vậy đó là 2 mũ 2 nhân cho 1 cộng x. Như vậy chúng ta đã đưa vào cùng cơ số 2. Thì như vậy chúng ta sẽ tương đương hai số mũ nó sẽ bằng nhau, tương đương x bình cộng 4 x trừ 1 bằng 2 nhân cho 1 cộng x. Như vậy chúng ta sẽ chuyển hết về vế phải, nó sẽ bằng là x bình cộng 2 x trừ 3 bằng 0. Chúng ta bao tính ra, hoặc là chúng ta nhận thấy đây là a cộng b cộng c bằng 0, một nghĩa bằng 1, một nghĩa bằng c chia a là bằng trừ 3. Chúng ta kết thúc câu thứ nhất. Chúng ta qua câu số 2. B mũ x bình cộng 4 x trừ 5 phần 2 bằng 9 căn 3. Chúng ta thấy rằng vế trái là cơ số 3, vế phải hoàn toàn chúng ta có thể là đưa về cơ số 3 được. Căn 3 là 3 mũ 1 phần 2. Như vậy là 3 mũ 2 ở bên phải, 3 mũ 2 nhân 3 mũ 1 phần 2 nó chính là 3 mũ 2 cộng 1 phần 2. Như vậy bên phải nó chính là 3 mũ 5 phần 2. Tới đây chúng ta cho hai cái số mũ nó bằng nhau, thì từ đây chúng ta sẽ giải được mũ phương trình 1,2. Và chúng ta chỉ việc là bấm máy ra nghiệm. Chúng ta xong với ví dụ số 2. Chúng ta qua ví dụ C. Thì ở cái câu C này chúng ta thấy là chúng ta để số mũ là có mũ x, 2 mũ x, bên kia là 3 mũ x, 5 mũ x. Như vậy là cái mũ nó đều là bậc 1. Thì hoàn toàn chúng ta hình dung chúng ta có thể là tuy nó nhiều cơ số nhưng mà cùng số mũ. Như vậy chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là gộp cái cơ số lại. Chúng ta nhớ rằng là ít mà cùng cơ số thì chúng ta sẽ cộng số mũ. Còn ở bài này, đây là ít cùng số mũ, chúng ta sẽ nhân cái cơ số lại.
Như vậy ở trên 2 nhân 3 nhân 5 là bằng 30. Như vậy ở trên là 30x. Thì chúng ta nhân 12 cho 3 cho 25 thì chúng ta sẽ được 900. Thì tới đây nó có hai cách để chúng ta xử lý. Một là chúng ta nếu mà hiện tại chúng ta chưa học qua logarit thì chúng ta sẽ đưa vào cùng cơ số là 900, nó sẽ là bằng 30 mũ 2. Thì tới đây 30 mũ x bằng 30 mũ 2 thì tương đương x bằng 2. Nhưng nếu chúng ta biết về logarit thì chúng ta có thể xử lý như sau: 30 mũ x bằng 900 thì chúng ta sẽ tương đương x bằng logarit cơ số 30 của 900. Và chúng ta sẽ sử dụng máy tính để chúng ta bấm. Chúng ta kết thúc ví dụ số 2. Chúng ta qua câu D. Ở đây chúng ta để ý, chúng ta không quan tâm đến số, chúng ta chỉ quan tâm đến x thôi. Nhận thấy tất cả đều là 3 mũ x cùng số mũ và cùng cơ số. Chúng ta tách ra 3 mũ x cộng 1 là 3 mũ 1 nhân cho 3 mũ x. 3 mũ x cộng 2 là 3 mũ x nhân 3 mũ 2, 3 mũ 2 là 9. Ở đây chúng ta thấy tất cả đều là 3 mũ x. Chúng ta cộng dồn lại 1 cộng 3 cộng 9 bằng 13 nhân 3 mũ x. Ở đây chúng ta tương đương, chúng ta chia 117 cho 13. Bằng 9. Nhận thấy ngay x nó sẽ bằng 2. Kết thúc. Câu tiếp theo: 81 nhân 20x bằng 16 nhân 30x. Tuy hai cơ số nhưng mà chúng ta có thể nghĩ tới là gì? Chúng ta nghĩ tới là có thể dồn cái cơ số lại thành 1 hay không. Nhận thấy là các cơ số nhưng mà nó sẽ cùng số mũ thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta chia xuống, có thể là chia 3x hoặc là 20x ở phía bên kia. Đây là chia cùng số mũ thì chúng ta sẽ chia cơ số là 2 phần 30x bằng 16 phần 81. Tới đây để cho nhanh thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng một phần của logarit chúng ta xử lý được không? X nó sẽ bằng logarit cơ số 2 phần 3 của 16 phần 81 bằng 4. Nhắc lại một tí xíu, khi gặp cái dạng này, đối với cái dạng là e mũ x bằng e mũ y, trong đó e dương số 1 thì chúng ta sẽ tương đương là x bằng y. Còn thứ hai, nếu chúng ta gặp, ví dụ chúng ta gặp e mũ x bằng b chẳng hạn, thì ở bên phải chúng ta có thể biến đổi b nên là bằng e mũ bao nhiêu, chúng ta có thể biến đổi b nó bằng e mũ y, thì khi đó tương đương x bằng y. Nhưng ngoài ra sau này chúng ta sẽ sử dụng đến logarit e mũ x bằng b thì cái phương trình nó chỉ có nghĩa khi b dương, và khi đó x nó sẽ bằng là logarit cơ số e của b. Chúng ta qua ví dụ tiếp theo.
Câu ép. Chúng ta thấy rằng là số mũ nó là x và nó khác cơ số. Chúng ta có thể dồn vào một cơ số hay không? Thì câu ép đây nó chính là tương tự như là câu em. Thì các em có thể là dừng video chúng ta làm. Sau đó chúng ta xem bài giải. Chúng ta chỉ quan tâm đến số mũ. Vậy thầy vừa tách ra 3 mũ x trừ 2 bằng 3 mũ x chia cho 3 mũ 2. Vì nhận thấy chúng ta có thể là chuyển trừ 25 nhân 5 mũ x về với phải. Sau đó chúng ta sẽ chia 5 mũ x xuống. Ở đây 2 mũ x nhân 3 mũ x nó là 6 mũ x. Chúng ta sẽ tiến hành chia 5 mũ x. Thì bên kia còn lại là 25. Chúng ta sẽ nhân tiếp cho 3 mũ 2 tức là 9 và chia cho ở đây thì có nhầm là chia cho 324 chứ không phải là 321. Ở đây chúng ta tương đương x bằng logarit cơ số 6 phần 5 của 25 phần 36. Nói và đưa về cùng cơ số đối với cái hàm số mũ, nhưng mà một số cái số nó phức tạp thì chúng ta đưa về cùng cơ số có nghĩa là nó khó khăn hơn, là chúng ta sẽ sử dụng là logarit. Chúng ta tính toán câu G. Hai trừ căn 3 mũ x bình trừ 3 bằng 2 cộng căn 3 mũ x trừ 3. Ở đây chúng ta thấy là 2 trừ căn 3 nhân 2 cộng căn 3, nó là a trừ b nhân a cộng b, nó sẽ là bằng 4 trừ 3 bằng 1. Như vậy dẫn đến 2 cộng căn 3 nó sẽ bằng 2 trừ căn 3 mũ trừ 1, mũ trừ 1 mũ tiếp x trừ 3. Như vậy là chúng ta sẽ nhân số mũ lại. Tới đây chúng ta đã đưa về được cùng cơ số là 2 trừ căn 3 mũ x bình trừ 3 bằng 2 trừ căn 3 mũ trừ x cộng 3. Chúng ta chỉ việc cho hai số mũ bằng nhau là xong. Chúng ta giả phương trình bậc 2 với hai số là 1, 1 và trừ 6. Chúng ta được hai nghiệm là x bằng 2 với lại x bằng trừ 3. Ở đây, thầy giải thích lại khi nãy. Vì sao chúng ta phân tích thành 2 cộng căn 3 thành là 2 trừ căn 3 mũ trừ 1? Vì chúng ta có
là 2 trừ căn 3 nhân cho 2 cộng căn 3, đây là hằng đẳng thức. Chúng ta nhân lại nó sẽ ra 1. Như vậy là tương đương 2 cộng căn 3 sẽ bằng 1 chia cho 2 trừ căn 3. Một chia cho 2 trừ căn 3 nó chính là 2 trừ căn 3 mũ trừ 1. Ví dụ này đơn giản, nhưng nếu người ta đổi 2 cộng căn 3 nó là một cái biểu số khác, ví dụ nó ở đó nó sẽ là 2 trừ căn 3 mũ cho trừ 3 hoặc là trừ 4, thì chúng ta sẽ khó thấy được điều này. Thì ở bài giảng như thế này thì cái việc đầu tiên chúng ta nghĩ tới là cái mối quan hệ giữa 2 cộng căn 3 và 2 trừ căn 3 là gì. Có khi nào 2 trừ căn 3 mũ bao nhiêu lên nó thành 2 cộng căn 3 không? Thì để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta có thể làm nháp như sau, là 2 trừ căn 3 mũ x là bằng x cộng căn 3. Thì từ đó chúng ta giải thử x ra, thử nó có đẹp hay không. Chúng ta qua câu tiếp theo. Câu hát. Cái ví dụ này thì do với mục đích là chúng ta ôn tập lại những công thức